Xin chào mọi người, hôm nay công ty Amphi muốn giới thiệu đến mọi người sản phẩm máy bơm dầu PUC. Thì đây là sản phẩm chuyên dùng để bơm dầu diesel, rất là đáng tin cậy trong các ngành thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và vận tải. Với thân bơm bằng gang không gỉ cùng với lớp bảo vệ IP55 thì máy bơm dầu PC Viscomat 70T là sự lựa chọn hoàn hảo cho những đơn vị vận chuyển xăng dầu. Máy thì có lưu lượng hút là 25 lít một phút, tốc độ vòng quay là 1450 RPM. Thì nếu anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình hoặc truy cập trực tiếp vào website thiết bị kỹ thuật.vn. Anh chị có thể gọi bất cứ số điện thoại nào trên trang web để được tư vấn. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Công ty Alpha tự hào là đơn vị nhập khẩu cũng như là phân phối sản phẩm bơm các loại.